Dầu tràn ô nhiễm bãi biển Vũng Tàu. Sáng sớm hôm nay ngày 3 tháng 4, những người đi tắm biển ở bãi Sào, thành phố Vũng Tàu đã bị dầu loang lẫn trong nước phủ lên người. Từ 7 giờ đến 8 giờ sáng cùng ngày, dầu đen vón cục đã tràn ngập các bãi tắm dài hơn 3 cây số ở bãi Sào. Nhiều người dân cho biết đây là hiện tượng xảy ra hàng năm tại biển Vũng Tàu vào thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi gió từ hướng đông thổi vào bờ. Ngay từ sáng sớm, chủ các bãi tắm đã huy động nhân viên dùng xẻng, bàn cào, bao tải, bao ni lông thu góp cát dính dầu. Cùng lúc, bên ban giám đốc khu du lịch Biển Đông cũng đã huy động hơn 200 người đi thu gom được hơn 36 tấn dầu vón cục dọc theo bãi biển dài 1.2 cây số do mình quản lý. Ban giám đốc khu du lịch Biển Đông cho biết lượng dầu tràn năm nay nhiều hơn năm ngoái. Đến khoảng 10 giờ sáng, các bãi tắm tương đối đã sạch dầu, hàng trăm tấn cát dính dầu đã được cho vào bao tải để mang đi tiêu hủy. Tuy nhiên, đến 11 giờ sáng thì lại có thêm một đợt dầu tràn tiếp tục đổ vào bãi Sào của thành phố Vũng Tàu. Theo người dân, dầu tràn sẽ còn tiếp tục trôi vào bãi biển Vũng Tàu trong các ngày tới. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, dầu vón cục bị trôi dạt vào bờ không thể tái sử dụng. Đây là chất thải nguy hại nên phải mang đi tiêu hủy. Điều làm cho người dân thắc mắc là tại sao tình trạng này đã xảy ra nhiều năm mà chính quyền vẫn chưa làm gì để xác định nguyên nhân và gốc tích của số dầu thải này.